Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Nội tiết tố estrogen thay đổi theo độ tuổi của người phụ nữ. Từ khi bước qua tuổi thanh xuân, dưới tác động của thời gian và quá trình sinh nở, nội tiết tố này sẽ suy giảm dần. Cứ 10 năm thì giảm 15%. Và khi đến 50 tuổi, chỉ còn 10% so với thời trẻ. Cái mà có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của người phụ nữ và có sau này khi thay đổi và càng lớn tuổi thì khi nội tiết này suy giảm thì nó sẽ có rất nhiều ảnh hưởng về sức khỏe, tình dục, sắc đẹp đến cả cái estrogen. Và đây là một cái chất mà do buồng trứng tiết ra và lưu hành trong máu có tác động lên toàn bộ cơ thể chị em phụ nữ. Thừa cân, da thâm sạm và nhăn nheo, dễ nổi cáu, mất ngủ, kinh nguyệt không đều, giảm trí nhớ, đau xương khớp, gặp khô hạn trong quan hệ tình dục. Suy giảm nội tiết đã gây ra hàng loạt những biến đổi về nhan sắc, sức khỏe và tâm sinh lý của phụ nữ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và trở thành nỗi ám ảnh của phái đẹp. Sinh con xong thì đã có rất nhiều sự thay đổi đến với bản thân của tôi, đặc biệt là cái chứng mất ngủ kéo dài. Mỗi một ngày thì tôi chỉ ngủ khoảng từ 3 đến 4 tiếng thôi. Chính vì ngủ ít như vậy cho nên là buổi sáng thức dậy tôi cảm thấy rất là mệt và uể oải. Quầng mắt thâm của tôi bắt đầu xuất hiện và da rẻ nhợt nhạt đi rất là nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Vàng phát sóng trực tiếp lúc 15 giờ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, phụ nữ đến giai đoạn tiền mãn kinh khoảng sau 45 tuổi, các dấu hiệu lão hóa ngày càng hiện rõ. Ngoài ra thì cơ thể còn có thêm những hiện tượng như là bốc hỏa, vã mồ hôi, tóc bạc sớm, rối loạn nhịp tim, hồi hộp, mất ngủ, tâm trạng thất thường, đau nhức xương khớp, thoái hóa, loãng xương, cơ thể mất cân đối, có thể xuất hiện nhiều hơn các khối u lành và ác tính, xuất hiện các bệnh mãn tính như là bệnh lý tiểu đường, mỡ máu cao, bệnh tim mạch. Tuy nhiên, với nền khoa học và y học phát triển, chị em hoàn toàn có thể ứng dụng để kéo dài tuổi xuân, để vẫn luôn trẻ đẹp và luôn hấp dẫn, dù là sau 30 tuổi hay kể cả là sau 40, 50, 60 tuổi và nhiều tuổi hơn nữa. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hòa Bình để được tư vấn giải đáp những phương pháp hiệu quả an toàn nhất giúp cho phụ nữ của chúng ta luôn khỏe đẹp, hấp dẫn dù ở độ tuổi nào. Và xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC, xin kính chào quý vị khán giả. Và thưa quý vị, chương trình Sức Khỏe Vàng ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Kiều Xuân, công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Ngay bây giờ quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến chăm sóc da hay là làm đẹp, hãy gọi ngay đến số hotline của chương trình 024-4455-1088 để đặt câu hỏi trực tiếp cho chuyên gia bác sĩ Nguyễn Hồng Hải của chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn gửi đến bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, nội tiết estrogen là gì và nó có vai trò quan trọng như thế nào tới nhan sắc, sức khỏe cũng như là tâm sinh lý của người phụ nữ ạ? Chúng ta biết rằng nội tiết tố thì nội tiết tố nữ là tổng hợp của ba chất là estrogen, estradiol và estriol. Như vậy thì người ta có thể ký hiệu là E1, E2 và E3 đều do buồng trứng tiết ra. Và như vậy thì khi mà cái nội tiết tố của chúng ta đầy đủ, như thế là chị em phụ nữ chúng ta ở cái độ tuổi mà thiếu nữ, độ tuổi dậy thì bao giờ cũng thấy rằng là rất là đẹp so với những độ tuổi mà tiền mãn kinh và mãn kinh. Tất cả những điều này đều do nội tiết tố nữ quyết định và đó là do estrogen và do buồng trứng tiết ra. Khi mà nội tiết tố đầy đủ thì người phụ nữ sẽ mịn màng, làn da mịn màng, rồi tóc thì rất là bóng mượt, rồi những vấn đề khác người ta không gặp phải. Tuy nhiên cái sự thiếu hụt về nội tiết tố cho thấy rằng gặp phải nhiều những vấn đề, ví dụ như là khô âm đạo này, giảm ham muốn tình dục này, những vấn đề những cơn bốc hỏa này, rồi những vấn đề khác như là ví dụ như da thì nám da, rồi sạm da, rồi những vấn đề như là tóc thì sơ, rồi gãy, rồi rụng tóc, một cái mái tóc sơ và nó không có cái vẻ đẹp như cái tuổi thanh xuân của chúng ta nữa. Rồi gặp phải những cái vấn đề khác, những vấn đề về bệnh lý về xương khớp, bệnh lý về chuyển hóa, rồi những số đo của ba vòng nó sẽ khác so với thời kỳ trước rất là nhiều. Ngoài những bệnh lý về xương khớp, bệnh lý về tim mạch ra thì những cái vấn đề khác có thể gặp những thừa cân béo phì, rồi tất cả những cái vấn đề mà ở cái giai đoạn này người phụ nữ sẽ gặp phải và người ta thấy rằng là
tính tình thì thay đổi hay cáu gắt hay khó chịu. Đấy là những vấn đề mà do cái sự sụt giảm về nội tiết tố. Có thể có những cái vấn đề về nám da hay những vấn đề về sạm da thì người ta đi chăm sóc bằng rất là nhiều, ví dụ như là đắp mặt nạ rồi tẩy tế bào chết rồi rất là nhiều các cái dưỡng da. Tuy nhiên là khi chúng ta không có cái sự thay đổi từ bên trong, đặc biệt là cái sự đáp ứng nội tiết tố đầy đủ, thì cái việc chăm sóc đó sẽ ít hiệu quả. Dạ vâng, vậy thì bác sĩ cũng có thể chia sẻ cụ thể hơn những cái ảnh hưởng xấu cho phụ nữ khi mà nội tiết tố estrogen suy giảm, và nhất là ở trong cái giai đoạn tiền mãn kinh của chị em không ạ? Chúng ta biết rằng là trong cái giai đoạn tiền mãn kinh ấy, thì người phụ nữ có thể gặp nhiều các cái vấn đề, bởi vì chúng ta biết rằng là bình thường cái hệ trục não bộ tuyến yên buồng trứng hoạt động một cách nhịp nhàng, thì chúng ta biết là buồng trứng tiết ra estrogen làm cho người phụ nữ có thể là cái chu kỳ kinh nguyệt sẽ đều đặn, đảm bảo một cái quá trình sinh lý, quá trình sinh đẻ của người phụ nữ. Nhưng khi có sự thay đổi thiếu hụt về nội tiết tố thì ngay cả cái chu kỳ kinh nguyệt chúng ta cũng bị rối loạn. Rồi đặc biệt là trong cái giai đoạn tiền mãn kinh, đây là một cái giai đoạn mà đánh dấu một cái mốc rất quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ. Nếu là trong cái giai đoạn đầu thì ở cái độ tuổi dậy thì biến những bé gái trở thành một thiếu nữ rất là xinh đẹp, thì cái giai đoạn tiền mãn kinh này thì đóng một cái vai trò mà đánh dấu một cái mốc rất là quan trọng, là người phụ nữ người ta thấy thay đổi rất nhiều về tâm sinh lý, về tinh thần, rồi về hình dáng cũng rất là thay đổi. Rồi những cái chu kỳ kinh nguyệt người ta bị rối loạn, những bệnh lý về xương khớp, rồi những cái cơn bốc hỏa, có tới 13 triệu chứng trong giai đoạn tiền mãn kinh gây ra. Và đặc biệt là cái chu kỳ kinh nguyệt người ta bị rối loạn, thậm chí là dòng kinh kéo dài, làm ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt, tới chất lượng cuộc sống, và người ta cảm thấy tinh thần rất là khó chịu. Rồi những tình trạng vi xương khớp, người ta có thể là đau lưng, rồi thì đau nhức xương khớp, rồi những cái vấn đề đấy người ta gặp, thí dụ như vấn đề về tim mạch, rồi những cái vấn đề bệnh lý về chuyển hóa người ta cũng có thể gặp vào trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này thì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không có một cái phương pháp gì đó cải thiện thì cái nhan sắc của người phụ nữ có thể có sự thay đổi rất là nhiều. Người ta ngoài cái sự chuyện có thể dẫn đến tình trạng thừa cân, số đo các vòng khác nhau ra thì thấy là hiện tượng là nám da, rồi tình trạng sạm da, từ những cái vấn đề da chúng ta chảy xệ, và cái nét mặt rồi tất cả những tinh thần nó mát lên cái tinh chất, là người ta thấy thay đổi theo cái chiều hướng mà người ta cảm thấy nó tệ đi hơn trước rất là nhiều. Cho nên có thể nói rằng sang chuyển sang cái giai đoạn tiền mãn kinh này, cái sự sụt giảm về nội tiết tố do buồng trứng giảm tiết nội tiết tố estrogen làm cho người phụ nữ gặp rất là nhiều các cái vấn đề. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi. Vậy thì chắc chắn là cũng có rất là nhiều những chị em phụ nữ cũng sẽ thắc mắc là với rất là nhiều những cái tác hại mà khi mà chúng ta bị suy giảm estrogen mà gây ra cho sức khỏe, như là bác sĩ vừa phân tích, nào là về nhan sắc này, sức khỏe, rồi cả tâm sinh lý của chị em nữa. Vậy thì khiến cho họ bị lão hóa nhanh hơn, cái quá trình lão hóa cũng diễn ra mạnh hơn, thì bác sĩ có lời khuyên nào cho phái nữ là chúng ta có thể sử dụng những cách nào để bổ sung được estrogen cho cơ thể một cách an toàn, hiệu quả nhất ạ? Thật ra thì cái việc mà khi có cái sự thiếu hụt về nội tiết tố ấy, thì người ta có cái sự bổ sung về nội tiết tố. Và cái sự bổ sung về nội tiết tố đấy, người ta có thể sử dụng các cái liệu pháp hormone thay thế. Tuy nhiên mà khi sử dụng liệu pháp hormone thay thế thì cần có cái chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là của bác sĩ sản khoa. Đặc biệt là người ta phải tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung, rồi những cái vấn đề khác nữa. Vì nếu mà trong trường hợp mà chúng ta khi bổ sung các cái hormone tổng hợp thì cần có chỉ định của bác sĩ, chứ không thì chúng ta không thể tự ý sử dụng được. Ngoài ra thì người ta ở các cái nước phương Tây, người ta có thể sử dụng những cái thảo dược, ví dụ như ở một số những cái loài thực vật, ví dụ như là cây rắn đen chẳng hạn, như ở Đức, ở châu Âu, người ta có thể sử dụng, có thể giúp cho bổ sung nội tiết tố. Hoặc như là người ta có thể bổ sung bằng cách là sử dụng các cái thành phần từ mầm đậu nành như là isoflavone, có tác dụng là bổ sung cái nội tiết tố, mà người ta thấy rằng nó cũng gần giống như là một cái estrogen nội sinh. Tuy nhiên là để mà an toàn hơn cả thì tôi biết rằng là trên thị trường có thành phần estrogen 100. Estrogen 100 là những cái thành phần hoàn toàn từ thảo dược, như là từ tục đoạn, từ đương quy, từ cách sơn tiêu. Những cái dược liệu này được nhập hoàn toàn từ Hàn Quốc, và đặc biệt là cái điều là thành phần estrogen 100 ấy, thì cái tác dụng của nó để bổ sung nội tiết tố so với các cái thành phần thảo dược khác ở trên thị trường thì nó có thể tăng mạnh gấp nhiều lần so với thành phần khác trên thị trường. Và một cái điều đặc biệt đã được tổ chức Cục Quản lý Dược của Hoa Kỳ FDA, tức là một cái đơn vị rất là khắt khe trong cái việc mà tiêu chí đánh giá, thì được công nhận là đây là một cái thành phần nó an toàn
và rất là hiệu quả, không có các cái kích thích, ví dụ như là làm càng tăng kích thích của tử cung, đấy là cái điều người ta rất là lo lắng, hoặc là ví dụ như là tăng các kích thích của cá nhân sơ tử cung, hoặc gây tình trạng rong huyết kéo dài, hoặc là độc cho gan và thận, thì tất cả các tác dụng phụ này hoàn toàn không có. Và qua các chứng minh về lâm sàng thì ta thấy rằng là hiệu quả và không có tác dụng phụ. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái thành phần estrogen 100 này mang lại một cái hiệu quả rất là tốt cho chị em phụ nữ khi cần bổ sung nội tiết tố. Dạ vâng ạ, và hiện nay thì cũng có rất là nhiều loại estrogen thảo dược được giới thiệu để có thể sử dụng và tăng cường nội tiết tố cho phụ nữ. Và từ nãy đến giờ thì bác sĩ cũng đã nhắc rất là nhiều đến estrogen 100, chính là loại giải pháp bổ sung và tăng cường nội tiết estrogen thảo dược an toàn và hiệu quả nhất bậc này hiện nay, phải không ạ? Và sản phẩm này thì có ở đâu và chúng ta cần phải sử dụng với cái liều lượng như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất ạ? Thật ra thì chúng ta biết là thành phần estrogen 100 thì chỉ có duy nhất ở trong cái sản phẩm Kiều Xuân. Trong sản phẩm Kiều Xuân thì ngoài thành phần estrogen 100 rất là quan trọng để bổ sung nội tiết tố thì còn có các thành phần khác nữa chống oxy hóa. Và như vậy thì những cái thành phần khác nữa, ví dụ như là những cái thành phần như là collagen, curcumin rồi glutathione, thì đây là những cái thành phần vừa có tác dụng chống oxy hóa, vừa có tác dụng mà hỗ trợ bổ sung nội tiết tố. Và như vậy thì nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong cái viên uống Kiều Xuân để bổ sung lượng nội tiết tố thiếu hụt cho chị em phụ nữ. Mà với những thành phần từ thảo dược, tại vì thực ra trên thị trường ấy thì có rất là nhiều các cái sản phẩm mà bổ sung các cái nội tiết tố chị em phụ nữ, nhưng mà bên cạnh là vừa có cái thành phần bổ sung nội tiết tố mà với thành phần từ thảo dược mà nguyên liệu được nhập khẩu từ Hàn Quốc và được chứng minh qua FDA là chứng minh là hiệu quả và an toàn, thì có lẽ là rất khó có một sản phẩm như vậy. Tuy nhiên là ngoài cái việc mà bổ sung thành estrogen 100 ra thì còn có cái thành phần chống oxy hóa nữa, thì phải nói rằng đây là một cái sản phẩm tôi đánh giá là những sản phẩm tiên phong và rất là hiệu quả trong cái việc bổ sung nội tiết tố cho chị em phụ nữ, giữ lại vẻ thanh xuân. Và đặc biệt là những cái đối tượng, ví dụ những người thiếu hụt nội tiết tố ở cái độ tuổi ngoài 30 trở đi, hoặc là những trường hợp giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, thì người ta có thể bổ sung nội tiết tố và rất an toàn và không có cái tác dụng phụ, không gây độc cho gan và thận và không gây kích thước, tăng cái kích thước của tử cung. Thì đây là cái điều mà có lẽ trong giới y học chúng tôi rất quan tâm. Dạ vâng, và như Ngọc Trâm để ý thì đối với những người phụ nữ mà tuổi trung niên trở đi thường là sẽ có một làn da mà bị rám nắng, bị nám rất là nhiều, rồi là da không đều màu hoặc là bị khô, bị nhăn nheo, cũng không mang lại một cái vẻ đẹp như là mong muốn nữa. Và như bác sĩ trao đổi thì một trong những nguyên nhân chính là do suy giảm nội tiết, và chị em nên uống ngay viên uống Kiều Xuân estrogen 100, đúng không ạ? Thế nhưng mà cũng nhiều người truyền tay nhau là bên cạnh cái việc uống thì chúng ta cũng nên là ở trong uống ngoài bôi, ý kiến của bác sĩ như thế nào ạ? Thật ra thì đối với y học cổ truyền chúng tôi bao giờ cũng có một cái quan niệm là cái việc mà phối hợp cả trong lẫn ngoài, tức là trong uống ngoài bôi thì sẽ mang cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cái việc mà bổ sung nội tiết tố như là sử dụng cái viên uống Kiều Xuân là một điều không thể và không cần phải bàn cãi nữa, nó lại mang được cái hiệu quả rất là tốt bổ sung nội tiết tố của chúng ta. Bên cạnh đó thì cái việc chăm sóc làn da của chúng ta, ví dụ như là chúng ta làm sạch da một cách đúng cách chẳng hạn, khi chúng ta đi làm một ngày về, những việc mà chúng ta trang điểm phấn này rồi những cái bụi từ môi trường này, thì chúng ta cũng cần phải làm sạch làn da của chúng ta. Sau khi làm sạch của làn da của chúng ta rồi thì chúng ta cũng sử dụng cái serum để chúng ta bổ sung, một là bổ sung cái lượng nước sâu ở trong da, và bên cạnh đó có những cái tinh chất làm trắng da thì serum của Kiều Xuân. Chúng ta biết là serum của Kiều Xuân ấy thì có cái thành phần Nano Bright, và chúng ta biết là khi chúng ta xi rửa mặt sạch xong thì chúng ta sử dụng cái lượng serum này đưa lên trên mặt, vừa làm sạch sâu ở trong da, làm se khít lỗ chân lông, và những cái thành phần vitamin và cái những thành phần như là Nano Bright nó có tác dụng làm trắng da từ bên trong. Khi hỗ trợ cùng với viên uống Kiều Xuân từ bên trong và cái chúng ta sử dụng cái serum Kiều Xuân từ bên ngoài thì chắc chắn là trong vòng một tháng là chúng ta sẽ thấy là hiệu quả của nó rất rõ rệt. Dạ vâng, và hiện nay thì chúng ta cũng nhận thấy rõ là nám da hay là sạm da thì là một trong những cái vấn đề mà đối với chị em phụ nữ thì rất là khủng khiếp, bởi vì là những ai mà gặp phải tình trạng này thì sẽ cảm thấy là mất tự tin đi rất là nhiều, phải không ạ? Và đặc biệt là cũng có nhiều chị em mà mới chỉ bước sang tuổi 30 thôi, tuy nhiên là làn da thì cũng đã bắt đầu xuống cấp rồi và khiến cho họ mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Và thưa bác sĩ, là trong trường hợp này thì đã
có thể sử dụng được viên uống Kiều Xuân chứa estrogen 100 có hiệu quả hay chưa? Và nếu như được thì chúng ta nên sử dụng với liều lượng như thế nào, hoặc là có cần phải kết hợp thêm với những cái sản phẩm nào khác hay không ạ? Thật ra chúng ta biết là độ tuổi là 30 tuổi trở đi thì bạn quan tâm là chúng ta đã nên sử dụng cái viên uống Kiều Xuân hay chưa. Thật ra thì trước kia thì xa xưa người ta đã nói rằng là trai 30 tuổi đang son, gái 30 tuổi đã toan về già. Vậy thì tự độ tuổi 30 đi, chúng ta muốn làm đẹp, muốn chăm sóc, muốn giữ gìn nhan sắc của chúng ta thì chúng ta phải chăm sóc sớm hơn. Độ tuổi 30 thì hoàn toàn có thể chúng ta nên sử dụng. Bởi vì cái độ tuổi 30 trở đi thì rất là nhiều những vấn đề từ con cái, từ gia đình, từ áp lực công việc. Tất cả những điều này có thể làm cái tình trạng như là cái sự mất cân bằng về nội tiết tố, gây ra cái tình trạng như là nám da, rồi sạm da, làn da của chúng ta bình thường căng mịn tươi sáng thì lúc này làn da của chúng ta nhẹ nhất cũng là xỉn màu, nó không tươi nhuận, nó gặp phải những cái vấn đề mà không thấy một cái gương mặt mà mịn màng mà tươi sáng nữa, thì chúng ta có thể phối hợp bên trong, chúng ta có thể sử dụng viên uống Kiều Xuân. Chúng ta có thể sử dụng bằng cách là chúng ta uống 3 tháng, chúng ta nghỉ 3 tháng, ngày chúng ta uống 2 viên và chia sáng chiều. Sau đó thì chúng ta giảm liều là xuống 1 viên, hoặc là chúng ta có thể là uống 3 tháng chúng ta lại nghỉ 3 tháng. Bên ngoài thì chúng ta khi chúng ta về chúng ta nên là làm sạch mặt, sau đó thì chúng ta cũng sử dụng các cái serum Kiều Xuân này, chúng ta đắp lên trên để chúng ta giúp cho bổ sung cái lượng nước từ bên trong để làm sạch sâu từ bên trong, xe khít lỗ trên lông và cung cấp các thành phần vitamin và cái thành phần như nano bright, nó làm trắng da, mịn da và nó ức chế các cái sắc tố melanin tối màu, như vậy làm cho làn da của chúng ta sáng lên một cách tự nhiên và làm ra làn da của chúng ta căng mịn. Tuy nhiên ở những độ tuổi ngoài 40 đi thì chúng ta phải cần phải uống liều lượng nó tăng hơn và cần phải kiên trì hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng là làn da của chúng ta rồi làm đẹp cũng như một cô gái khó tính ấy, chúng ta cần cái sự chăm sóc, cần cái sự bền bỉ, chứ không thể nói rằng chúng ta chăm sóc trong 1 tuần, 2 tuần mà nó thấy ngay hiệu quả thì cái chuyện đó không hề có. Và đó là những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường có thể thấy hiệu quả ngay và đồng thời cái tác dụng phụ của nó chúng ta cũng thấy ngay. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ. Và thông qua hệ thống hotline của chương trình thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận được câu hỏi đến từ khán giả Hồ Thanh Lan. Năm nay khán giả đã được 50 tuổi và khán giả đang sống ở tại Cần Thơ. Khán giả có hỏi như sau: 2 năm gần đây thì tôi thấy là mình bắt đầu gặp một số triệu chứng như là bốc hỏa, tính khí thất thường và rất dễ cáu gắt, không có nhu cầu gần gũi với chồng nữa. Và thậm chí là những lúc mà chồng đòi hỏi quan hệ thì thường là miễn cưỡng và thường gặp phải hiện tượng khô rát, nhiều lần còn phải dùng thêm gel bôi trơn. Và sau khi mà quan hệ thì khán giả cảm thấy rất là bị đau rát, thậm chí là có lần còn phải đi mua thuốc để bôi vào bởi là đã bị xước rồi. Và qua tư vấn thăm khám của bác sĩ, tôi được biết là nguyên nhân là do tôi đang ở trong giai đoạn tiền mãn kinh và tôi rất muốn khắc phục được tình trạng này một cách nhanh nhất. Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn cho khán giả trong trường hợp này là khán giả có thể dùng sản phẩm nào hiệu quả mà an toàn ạ? Thật ra thì chúng ta biết rằng là chị Thanh Hương 50 tuổi và chúng ta biết rằng là cái độ tuổi tiền mãn kinh ấy thì rơi vào độ tuổi từ 45 cho tới 50. Như vậy thì chị đã bắt đầu 50 chị mới thấy có những vấn đề này rồi. Thì thấy rằng là cũng đã muộn hơn so với người khác. Có thể thậm có những người 40 tuổi, có những người 45 tuổi. Chúng ta đã thấy gặp phải những vấn đề về sụt giảm nội tiết tố rồi. Khi chúng ta thấy gặp phải những vấn đề suy giảm nội tiết tố, buồng trứng giảm tiết estrogen, chúng ta gặp phải rất nhiều những vấn đề. Ngoài những nám da, sạm da rồi là cái tình trạng như là giảm ham muốn tình dục như là của chị Hương này. Thế thì rất nhiều người còn gặp phải những vấn đề rối loạn về kinh nguyệt, cảm thấy rất là mệt mỏi. Cái thời gian chu kỳ kinh nguyệt nó kéo dài, sau đó nó thất thường rồi dẫn đến tình trạng như là dần dần nó dẫn đến cái chu kỳ kinh nguyệt nó xa cho ta, rồi nó giảm hẳn cái chu kỳ kinh nguyệt, rồi dẫn đến là mất hẳn cái kinh nguyệt và dẫn đến giai đoạn mà mãn kinh. Như vậy thì làm thế nào đó để bổ sung cái lượng nội tiết tố một cách để cải thiện tình trạng như thế này mà nó vẫn an toàn, thì tôi nghĩ rằng chị Thanh Hương này hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm Kiều Xuân. Bởi chúng ta khi là chúng ta sử dụng viên uống Kiều Xuân ấy thì có thành phần estrogen 100, những thành phần như là tục đoạn, rồi cách xương tiêu, rồi đương quy, nó có tác dụng mà bổ sung được nội tiết tố. Nhưng so với các cái loại thảo dược khác thì có thể nói rằng là nó có thể mạnh gấp nhiều lần so với các loại thảo dược khác và
một điều nữa là cái điều đặc biệt nữa là trong viên uống kiều xuân ấy còn có các cái thành phần nó có tác dụng chống oxy hóa, như là những thành phần như là glutathione, rồi thành phần như là curcumin, rồi collagen, rồi tất cả những cái thành phần này nó có cái tác dụng hỗ trợ vừa chống oxy hóa mà vừa có cái tác dụng mà hỗ trợ để bổ sung lượng nội tiết tố của chúng ta một cách đầy đủ. Và như vậy thì chúng ta có thể là cải thiện các tình trạng như là giảm ham muốn tình dục, ví dụ như khô âm đạo. Vì nếu chúng ta để cái tình trạng ấy kéo dài thì làm cho cái tình trạng như là cái quan hệ của hai vợ chồng đấy chúng ta cũng gặp phải nhiều vấn đề. Rồi những vấn đề có thể viêm nhiễm, về vấn đề về phụ khoa chúng ta sẽ gặp phải, bởi vì cái dịch tiết và âm đạo chúng ta đang giảm sút và cái sự thiếu hụt về nội tiết tố gây ra. Và nếu chúng ta vẫn cố gắng thì nó gây tình trạng viêm nhiễm, rất có thể xảy ra như thế. Và ngoài cái điều đó ra thì cải thiện nó giúp cho cái việc mà làn da của chúng ta sẽ được thay đổi, tất cả những vấn đề khác thì cải thiện, như bệnh lý vì xương khớp và một số bệnh lý khác mà nếu bạn gặp phải thì có thể thay đổi. Và một cái điều nữa là nếu mà để cho làn da của chúng ta được cải thiện hơn, đẹp hơn thì chị Hương hoàn toàn có thể sử dụng thêm hỗ trợ từ bên ngoài, như là sử dụng như là serum của Kiều Xuân thì có tác dụng hỗ trợ làm trắng da, và phối hợp cùng với viên uống Kiều Xuân thì tôi nghĩ rằng trong vòng 1 tháng chị đã sẽ thấy kết quả sớm rất là nhanh ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn những tư vấn đến từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, và chúc cho khán giả sẽ có thể áp dụng những tư vấn này của bác sĩ để có thể nhanh chóng khắc phục được tình trạng mà khán giả đang gặp phải. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một câu hỏi khác mà chúng tôi đã nhận được. Câu hỏi đến từ khán giả Lê Thanh Hương. Khán giả Hương năm nay 50 tuổi và sống tại thành phố Vinh, Nghệ An. Khán giả có nêu là vài năm gần đây thì khán giả thấy da bị khô, xuất hiện nhiều nếp nhăn và các vết nám rộng và đậm hơn. Khán giả thì hay bị cáu gắt, bốc hỏa, vã mồ hôi đêm, tâm tính từ đó mà cũng thay đổi thất thường. Thế nhưng điều khiến mà khán giả càng cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ nhiều, đó là do chân tay rất là đau mỏi, rồi là buồn bã nữa. Những triệu chứng này thì ngày càng tăng lên. Khán giả cũng đã có đi khám thì bác sĩ nói là do bị suy giảm nội tiết tố. Vậy khán giả hỏi là ở độ tuổi 50 của tôi thì có nên bổ sung nội tiết tố estrogen hay không? Kiều Xuân Estrogen 100 mà bác sĩ vừa giới thiệu là estrogen thảo dược an toàn thì tôi dùng có phù hợp hay không, và nên dùng như thế nào và trong bao lâu ạ? Thật ra chúng ta biết rằng là đối với trường hợp của chị đã 50 tuổi rồi, trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh ấy, thì cái lứa tuổi, độ tuổi là từ 45 cho tới 50 tuổi. Tuy nhiên là cái sự tuổi tác ở mỗi cái giai đoạn ở mỗi người này nó có thể thay đổi một chút. Có những người ở 40 tuổi và có những người tầm 50 tuổi như của trường hợp của chị. Trong trường hợp như vậy thì khi suy giảm về nội tiết tố thì buồng trứng giảm tiết nội tiết tố estrogen, nên là bạn sẽ gặp phải nhiều những vấn đề, ví dụ như là vấn đề giảm ham muốn tình dục, hoặc là những vấn đề ví dụ như là biểu hiện về da chẳng hạn. Có rất là nhiều người chúng ta biết đi là đi chăm sóc da rồi bắn laser rồi sử dụng rất nhiều các cái dưỡng chất để phục hồi cho làn da của mình, nhưng mà chúng ta lại không biết rằng là khi mà nội tiết tố suy giảm thì chúng ta biết rằng làn da của chúng ta gặp phải nhiều vấn đề nám da, sạm da, rồi làn da của chúng ta chảy xệ. Như vậy trong trường hợp như chị có hỏi là còn gặp những vấn đề như là chân tay đau mỏi vì những cái bệnh lý về xương khớp chúng ta cũng gặp phải do cái sự suy giảm về nội tiết tố gây ra. Trong trường hợp như của chị, tôi nghĩ rằng để mà giải quyết được tốt nhất, đặt mấu chốt vấn đề ở đây thì chị nên sử dụng cái viên uống Kiều Xuân. Đối với những người trên 40 tuổi, vì chúng ta biết là lúc này buồng trứng đã giảm tiết hẳn nội tiết tố estrogen rồi, cho nên những người đối tượng này chúng ta nên sử dụng là mỗi ngày 2 viên Kiều Xuân, và chúng ta chia làm sáng và chiều, và chúng ta nên duy trì hàng ngày. Như vậy tôi nghĩ rằng là khi chúng ta bổ sung như vậy thì chúng ta được thay đổi rất là nhiều, từ cái nội tiết tố chúng ta được đầy đủ, không tránh cái tình trạng như là rong kinh rồi tình trạng nám da. Kèm theo nữa để bổ sung cho làn da của mình thì ngoài cái việc mà đi ra ngoài đường ấy, chị cũng cần là ví dụ như là sử dụng kem chống nắng này, sử dụng các cái mũ rộng vành này trong cái thời tiết trời nắng, hoặc là ví dụ như đeo khẩu trang vừa lây nhiễm các cái bệnh mà lây truyền qua đường hô hấp, vừa chúng ta bảo vệ những cái khói bụi. Và khi chúng ta về nhà thì chúng ta tẩy trang sạch rồi chúng ta sử dụng serum Kiều Xuân. Khi chúng ta sử dụng cả bộ đôi này thì tôi chắc chắn là hiệu quả sẽ cao hơn rất là nhiều. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, nhà tài trợ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia đã dành tặng 20 suất quà khuyến mãi cho 20 khán giả đầu tiên đăng ký mua sản phẩm.
Khi quý vị mua 9 hộp viên uống Kiều Xuân Estroger 100 sẽ được tặng một hộp cùng loại. Còn nếu như quý vị mua 18 hộp viên uống Kiều Xuân Estroger 100, quý vị sẽ được tặng 2 hộp cùng loại và nhận thêm một hộp tinh chất Kiều Xuân trị giá 480.000 đồng. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline của chúng tôi 0896 509 509 hoặc 1800 558889. Cả hai số điện thoại này đều sẽ được miễn cước cuộc gọi. Quý vị có thể gọi đến để đặt hàng bởi vì đây là khuyến mại hấp dẫn chưa từng có và chỉ số lượng có hạn mà thôi. Chúng tôi xin được nhắc lại hai số hotline để quý vị có thể liên lạc, đó là 0896 509 509 hoặc số điện thoại 1800 558889. Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp tục hỏi ý kiến của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải. Thưa bác sĩ, Kiều Xuân Estroger 100 đúng là loại estrogen thảo dược tốt và an toàn. Vậy thì phụ nữ nên sử dụng như thế nào và sử dụng trong bao lâu? Và khi sử dụng sẽ thấy được những cái hiệu quả rõ rệt như thế nào ạ? Ngoài ra thì bác sĩ cũng có những cái lưu ý gì cho chị em phụ nữ khi mà sử dụng sản phẩm này hay không? Vâng, chúng ta biết rằng là khi mà bổ sung nội tiết tố, khi mà lượng nội tiết tố thiếu hụt thì rất nhiều người đã nghĩ rằng là người ta phải chờ đến cái giai đoạn mà tiền mãn kinh và mãn kinh. Có những người mà cái giai đoạn tiền mãn kinh, cái quá trình kinh nguyệt người ta rối loạn, có thể có những người 20 ngày, có những người trên 20 ngày, thậm chí phải đi nạo hút thì mới cái tình trạng mới chấm hết được cái giai đoạn mà người ta bị rối loạn kinh nguyệt. Như vậy thì nếu chúng ta bổ sung nội tiết tố mà sớm, vì khi chúng ta biết là khi cái buồng trứng mà đã thiếu hụt nội tiết tố rồi, cái hệ trục não bộ tuyến yên hoạt động không nhịp nhàng rồi, thì chúng ta bổ sung rồi sẽ chậm hơn so với thời kỳ mà chúng ta sẽ bổ sung sớm hơn. Ngoài 30 tuổi đi thì chúng ta biết rằng là với rất nhiều những vấn đề áp lực công việc, rồi những vấn đề nhiều những cái vấn đề khác mà làm cho người phụ nữ sẽ gặp phải nhiều vấn đề và thiếu hụt về nội tiết tố. Và nếu chúng ta bổ sung sớm từ ngoài 30 tuổi trở đi thì chúng ta biết là như vậy thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều để những cái giai đoạn tiền mãn kinh thì cái triệu chứng có thể là chúng ta bước qua một cái giai đoạn đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều ở những người mà hoàn toàn không được chăm sóc sức khỏe. Có thể hai người phụ nữ mà một người phụ nữ được chăm sóc sức khỏe, bạn sẽ nhìn thấy dung nhan của hai người đó sẽ khác nhau rất là nhiều. Vậy thì nếu là những người độ tuổi 30 tuổi chẳng hạn thì người ta có thể bổ sung với cái lượng duy trì một viên một ngày. Nhưng đối với những người mà dưới 40 tuổi và người ta thấy gặp phải những vấn đề như là nám da, sạm da, những vấn đề bị rối loạn về kinh nguyệt, rồi những vấn đề về suy giảm nội tiết tố thì người ta nên bổ sung 2 viên một ngày và chia 2 lần. Và sau đó người ta có thể duy trì xuống 1 viên một ngày để duy trì. Nhưng có cách thứ hai, người ta cũng bổ sung là 3 tháng. Trong 3 tháng đó thì mỗi một ngày ta uống 2 viên chia 2 lần và ta nghỉ 3 tháng xong lại uống tiếp 3 tháng. Thì cái cách đấy người ta cũng có thể sử dụng được. Còn đối với những người mà 40 tuổi trở đi thì người ta có thể bổ sung với cái liều là 2 viên chia 2 lần trong một ngày. Và tôi nghĩ rằng nếu có điều kiện thì thậm chí chúng ta có thể uống tới 70 tuổi và uống với cái liều duy trì như vậy. Vừa bổ sung lực nội tiết tố để giảm bớt tất cả những vấn đề, ví dụ như ảnh hưởng từ làn da, từ mái tóc, rồi những cái vấn đề khác nữa, ví dụ như là rối loạn kinh nguyệt, rồi những tình trạng như là giảm ham muốn tình dục, rồi khô âm đạo, rồi những vấn đề về xương khớp, những vấn đề về tim mạch, những bệnh lý rối loạn về chuyển hóa. Thì tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể giúp người phụ nữ rất là nhiều. Bởi vì có những nhiều người có bị những cơn bốc hỏa, rồi những tình trạng như là vã mồ hôi. Thì nếu chúng ta mà sử dụng các cái nội tiết tố, ví dụ như chúng ta sử dụng Kiều Xuân một cách đều đặn chẳng hạn, thì tất cả những vấn đề này chúng ta sẽ được cải thiện. Chúng ta bước qua một cái giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời, và giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thì chúng ta được cải thiện sẽ tốt hơn rất nhiều. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, nhà tài trợ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã dành tặng 20 suất quà khuyến mại cho 20 khán giả đầu tiên đăng ký mua sản phẩm. Khi quý vị mua 9 hộp viên uống Kiều Xuân Estroger 100 sẽ được tặng một hộp cùng loại. Còn nếu như quý vị mua 18 hộp viên uống Kiều Xuân Estroger 100, quý vị sẽ được tặng 2 hộp cùng loại và còn được tặng thêm một hộp tinh chất Kiều Xuân trị giá là 480.000 đồng. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số điện thoại hotline miễn cước của chúng tôi 0896 509 509 hoặc 1800 55 8889 để đặt hàng. Vì đây là khuyến mại, chương trình khuyến mại hấp dẫn chưa từng có và số lượng cũng chỉ có hạn mà thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến hai số hotline chúng tôi xin được nhắc lại: 0896 509 509 hoặc số điện thoại 1800 55 8889.
Nội tiết tố estrogen thay đổi theo độ tuổi của người phụ nữ. Từ khi bước qua tuổi thanh xuân, dưới tác động của thời gian và quá trình sinh nở, nội tiết tố này sẽ suy giảm dần. Cứ 10 năm thì giảm 15%. Và khi đến 50 tuổi, chỉ còn 10% so với thời trẻ. Cái mà có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của người phụ nữ và có sau này khi thay đổi và càng lớn tuổi thì khi nội tiết này suy giảm thì nó sẽ có rất nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, tình dục, sắc đẹp, đấy là cái estrogen. Và đây là một cái chất mà do bổ trứng tiết ra và lưu hành ở trong máu có tác động lên toàn bộ cơ thể chị em phụ nữ. Thừa cân, da thâm sạm và nhăn nheo, dễ nổi cáu, mất ngủ, kinh nguyệt không đều, giảm trí nhớ, đau xương khớp, gặp khô hạn trong quan hệ tình dục. Suy giảm nội tiết đã gây ra hàng loạt những biến đổi về nhan sắc, sức khỏe và tâm sinh lý của phụ nữ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và trở thành nỗi ám ảnh của phái đẹp. Sinh con xong thì đã có rất nhiều sự thay đổi đến với bản thân của tôi, đặc biệt là cái chứng mất ngủ kéo dài. Mỗi một ngày thì tôi chỉ ngủ khoảng từ 3 đến 4 tiếng thôi. Chính vì ngủ ít như vậy cho nên là buổi sáng thức dậy tôi cảm thấy rất là mệt và uể oải. Quầng mắt thâm của tôi bắt đầu xuất hiện và da rẻ nhợt nhạt đi rất là nhiều. Vâng, tiếp ngay sau đây sẽ là những câu hỏi khác mà chúng tôi đã tiếp nhận được thông qua hệ thống tổng đài của chương trình. Và ngay lúc này thì đã có một khán giả đang kết nối trực tiếp với chương trình để muốn gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Hồng Hải của chúng ta. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với vị khán giả này. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Vâng, xin chào chương trình ạ. Dạ vâng, bác sĩ đang kết nối trực tiếp với khán giả rồi. Xin mời khán giả có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi ạ. Vâng, chào chương trình. Tôi là Hòa, năm nay 40 tuổi, ở Thanh Hóa. Bác sĩ ạ, gần đây thì tôi thấy kinh nguyệt rất là ít, da khô và có cái hiện tượng là nổi mụn hay cáu gắt. Và tôi muốn uống cái sản phẩm mà bác sĩ vừa mới tư vấn thì có được không? Và cần uống thì bao nhiêu hộp thì có kết quả? Dạ vâng ạ, xin được mời khán giả lắng nghe những tư vấn đến từ bác sĩ của chúng tôi ạ. Xin mời bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào bạn. Rất là cảm ơn bạn đã có câu hỏi chương trình. Nhất là bạn 40 tuổi rồi, bạn gặp phải những vấn đề như là kinh nguyệt ít. Tôi muốn hỏi là cái chu kỳ kinh nguyệt của bạn thì chu kỳ bao nhiêu ngày và bạn mấy ngày thì bạn sạch ạ? Vâng, hiện nay thì là chu kỳ kinh nguyệt của tôi là khoảng 40 ngày. Và thường thì kéo dài trong vòng 5 ngày thì mới sạch. Vâng. Bạn có bị đau bụng kinh hay có vấn đề gì khác không? Thì trước cái ngày bị thì tôi có cái biểu hiện là hơi mệt, người hơi mệt mỏi. Tôi muốn hỏi bạn một chút nữa là ngoài cái vấn đề về kinh nguyệt bạn gặp phải những vấn đề này, cáu gắt rồi khó chịu, bạn có bị những cơn bốc hỏa, vã mồ hôi rồi giảm ham muốn không? Cũng có một chút ạ. Bạn hỏi rằng là với tình trạng của bạn như thế thì bạn có thể sử dụng viên uống Kiều Sơn được không? Đúng không ạ? Theo tôi thì trong trường hợp như của bạn Hòa thì hoàn toàn có thể, bởi vì bạn có thể là bước vào trong cái giai đoạn có thể là suy giảm nội tiết tố và lúc này buồng trứng giảm tiết nội tiết tố estrogen, cho nên là chúng ta gặp phải những vấn đề ví dụ như là bốc hỏa hoặc là ví dụ như những vấn đề có một chút là giảm ham muốn tình dục đấy, gặp những vấn đề như vậy hoặc là khô âm đạo. Và nếu mà bạn không bổ sung nội tiết tố thì bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Nếu bạn biết là cái tình trạng mà suy giảm nội tiết tố có thể tới 13 các triệu chứng sang cái giai đoạn tiền mãn kinh gây ra, thì trong trường hợp như của bạn thì bạn nên sử dụng cái viên uống Kiều Xuân. Trong viên uống Kiều Xuân thì có thành phần estrogen 100, mà bạn là nghe phần đầu chúng tôi trao đổi thì trong cái estrogen 100 thì những thành phần hoàn toàn từ thảo dược như là tục đoạn, cách sơn tiêu rồi đương quy, và những cái thảo dược này hoàn toàn nhập khẩu từ Hàn Quốc và cái tác dụng của nó để bổ sung nội tiết tố phải gấp nhiều lần so với các cái thảo dược khác. Và một cái điều nữa là trong viên uống Kiều Xuân này còn có những thành phần khác nữa như là gamma oxidazone rồi collagen rồi curcumin, thì tất cả những thành phần này nó hỗ trợ cùng vừa chống oxy hóa vừa bổ sung nội tiết tố. Và khi bạn sử dụng viên uống Kiều Xuân thì trong vòng một tháng tôi chắc chắn là bạn sẽ cảm nhận thấy một cái hiệu quả, nó sẽ khác hẳn, làn da của bạn thay đổi và tất cả những cái triệu chứng khác bạn có thể cải thiện, ví dụ như là giảm ham muốn tình dục hoặc là những vấn đề về thay đổi và cái chu kỳ kinh nguyệt, thì tôi nghĩ rằng bạn cần phải duy trì. Bạn có thể uống với cái liều 2 viên một ngày chia 2 lần cùng với một chế độ ăn cân đối, đảm bảo cân đối đủ 4 nhóm đạm mỡ đường, bởi vì trong cái giai đoạn này thì người phụ nữ khi thiếu hụt nội tiết tố thì kèm theo những vấn đề có thể số đo của 3 vòng sẽ thay đổi, mà đặc biệt là cân nặng của bạn sẽ thay đổi, nên bạn cần phải ăn chế độ nhiều các cái rau xanh, các cái hoa quả tươi, uống đủ nước và đặc biệt có một chế độ vận động hợp lý.
Tất cả những điều này cùng với cái viên uống Kiều Xuân duy trì thì tôi nghĩ rằng chắc chắn bạn sẽ lấy lại cả tất cả những cái vấn đề ví dụ như là của bạn đã đề ra ở đây thì hoàn toàn tôi nghĩ rằng sẽ cải thiện. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ và cảm ơn khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình của chúng tôi. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi khác mà chúng tôi cũng đã nhận được. Câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Phương Thảo sống tại Tiền Hải, Thái Bình. Khán giả đã 49 tuổi. Nội dung câu hỏi như sau. Qua tìm hiểu cộng thêm nghe phân tích của bác sĩ, tôi hiểu được tầm quan trọng của nội tiết tố nữ và đặc biệt là estrogen đối với những phụ nữ trong độ tuổi của mình. Thế nên là khán giả cũng rất là muốn được sử dụng. Tuy nhiên cách đây vài năm khán giả phát hiện mình bị u xơ tử cung chưa to lắm nên bác sĩ bảo về uống Trinh Nữ Hoàng Cung và theo dõi. Và từ đó thì khán giả thấy rằng khối u hầu như là không phát triển lên. Vậy tôi đang bị u xơ tử cung có dùng được sản phẩm chứa estrogen 100 hay không? Xin chuyển câu hỏi này tới bác sĩ Nguyễn Hồng Hải ạ. Cảm ơn bạn Thảo đã có câu hỏi cho chương trình. Bạn 49 tuổi, đúng là trong giai đoạn của bạn là rơi vào giai đoạn tiền mãn kinh và cái sự suy giảm nội tiết tố estrogen do buồng trứng giảm tiết nội tiết tố estrogen. Như vậy thì bạn có những vấn đề về u xơ tử cung. Cái việc u xơ tử cung ấy thông thường là những u lành tính. Tuy nhiên bạn vẫn cần phải tầm soát u xơ tử cung theo cái nhịp của bác sĩ sản khoa hướng dẫn mỗi 3 tháng hay mỗi 6 tháng để xem sự phát triển của u xơ tử cung. Tuy nhiên về mặt lý thuyết thì khi mà chúng ta suy giảm nội tiết tố thì các cái u xơ tử cung này sẽ giảm đi về mặt kích thước và không, tuy nhiên không mất hẳn nhưng sẽ giảm hơn. Cái việc tầm soát vẫn là cần thiết. Bạn có hỏi là bạn muốn sử dụng cái thành phần estrogen 100, đúng. Estrogen 100 chỉ có duy nhất ở sản phẩm Kiều Xuân. Và thứ hai nữa rằng là khi dùng cái sản phẩm Kiều Xuân này có ảnh hưởng tới kích thước của khối u hay không thì câu trả lời là hoàn toàn không. Bởi vì qua các cái nghiên cứu, thậm chí qua các thử nghiệm từ mà lâm sàng cùng với lại các cái thử nghiệm ấy thì người ta cho thấy rằng là trong viên uống Kiều Xuân có thành phần estrogen 100 và khi sử dụng thì nó hoàn toàn không làm thay đổi các cái kích thước của tử cung và không làm thay đổi cái kích thước của các cái khối u, bởi vì những cái thành phần này được chiết xuất các cái hoạt chất hoàn toàn từ thảo dược, không độc qua gan, cho nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng. Và đối với trường hợp như của bạn đang gặp phải những vấn đề như vậy rồi thì bạn nên sử dụng là 2 viên một ngày và bạn vẫn cần phải điều chỉnh một chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, một tinh thần thoải mái. Và bên cạnh đó thì có một chế độ tập luyện, ví dụ như bạn có thể tập aerobic hoặc là bạn có thể tập yoga. Tất cả những vấn đề này sau 1 tháng thì bạn bắt đầu thấy cái sự hiệu quả của nó. Và tôi đã tư vấn cho rất là nhiều các bệnh nhân và có bệnh nhân đã nói với tôi rằng là chị ơi, năm nay tôi 60 tuổi và tôi đã viên uống Kiều Xuân này. Tôi nói thật là một tuần này tôi, vợ chồng tôi quan hệ tình dục có thể là 3-4 lần nhưng mà tôi nói thật ngày nào tôi cũng thể làm được. Và tôi thấy là làn da của tôi thay đổi hẳn, trắng hồng lên. Chồng tôi lúc nào cũng khen là da của tôi rất là hồng hào. Và hôm tôi tư vấn ở trên một cái kênh ở trên đài thì một bệnh nhân của tôi đã nói như thế và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì tôi đã tư vấn một cái sản phẩm rất là tốt, rất đúng cho tới tay người tiêu dùng. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, nhà tài trợ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia cũng đã dành tặng 20 suất quà khuyến mại dành cho 20 khán giả đầu tiên đăng ký mua sản phẩm. Khi mà quý vị mua 9 hộp viên uống Kiều Xuân Estrogen 100 sẽ được tặng 1 hộp cùng loại. Khi quý vị mua 18 hộp viên uống Kiều Xuân Estrogen 100, quý vị sẽ được tặng thêm 2 hộp cùng loại và nhận thêm 1 hộp tinh chất Kiều Xuân trị giá 480.000 đồng. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số điện thoại hotline miễn cước của chúng tôi 0896 509 509 hoặc 1800 55 8889 để đặt hàng, bởi vì đây là khuyến mại hấp dẫn chưa từng có và số lượng có giới hạn. Chúng tôi xin nhắc lại 2 số hotline của chương trình 0896 509 509 hoặc 1800 55 8889. Dạ vâng, ngay lúc này thì âm thanh quen thuộc của chương trình đã vang lên, đó là tín hiệu của một cuộc gọi trực tiếp và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với vị khán giả này. Alo VTC 16 xin nghe ạ. Xin chào khán giả. Em xin đặt câu hỏi hỏi tại em là Phạm Thị Thủy ở Bến Lức, Long An, nay 50 tuổi rồi. Dạ, vâng ạ. Mà cũng có triệu chứng như hồi nãy cho ở trên đài thấy, cũng không có là mất ngủ, như nhiều khát nóng, bất quả,
thì chúng ta cáo dần dần uống chậm thì cũng không thăm đến ạ. Dạ vâng ạ. À, xin hỏi bác sĩ đã nghe rõ câu hỏi của khán giả hay chưa ạ? Có, tôi có nghe rõ câu hỏi của chị, hơi khó nghe một chút. Nhưng mà tôi thấy là thông tin của chị là chị Thủy 50 tuổi. Và thứ hai là chị có cái triệu chứng mất ngủ, có dấu hiệu bốc hỏa, vã mồ hôi và có triệu chứng giảm ham muốn. Đúng ạ? Đúng rồi. Vâng. Giờ chị thấy có để là mua thuốc có uống á, nhưng mà ví dụ mình uống thuốc có hết rồi. Ý chị muốn hỏi vậy đó, rồi chị mua ở đâu để có thuốc có tiếp. Tôi đã nghe câu hỏi của chị rồi. Thứ nhất là chị 55 tuổi. Bình thường ra thì cái giai đoạn tiền mãn kinh đã diễn ra ở cái giai đoạn mà bình thường ấy là tầm 45 cho đến 50 tuổi. Và tầm 50 tuổi cho tới 55 tuổi thì hoặc tới 60 tuổi có những một số trường hợp như vậy thì rơi vào giai đoạn mãn kinh. Và trong giai đoạn này thì chúng ta biết là buồng trứng giảm tiết hẳn mà dần dần mất hẳn kinh nguyệt và chúng ta sụt hẳn cái nội tiết tố estrogen. Và trong trường hợp như vậy thì các cái triệu chứng của chị là triệu chứng rất nhiều phụ nữ đã gặp phải. Vậy thì làm thế nào để cải thiện tất cả những triệu chứng ở trong giai đoạn tiền mãn kinh và giai đoạn mãn kinh gây ra, như là tình trạng bốc hỏa, tình trạng khô âm đạo, rồi tình trạng mất ngủ, rồi tính tình, rồi thay đổi, cảm giác rất là khó chịu, rồi da thì nám da, sạm da, rồi rất là nhiều những vấn đề xương khớp, rồi bệnh lý về tim mạch. Thì trong trường hợp như vậy, trong trường hợp như của chị thì chị có thể sử dụng viên uống Kiều Xuân, và chị nên sử dụng với cái liều 2 viên một ngày và chia làm 2 lần. Với tình trạng như vậy thì tôi nghĩ rằng nó sẽ cải thiện rất nhiều cái tình trạng của chị. Và một cái điều nữa là chị có hỏi câu thứ hai là chị có thể mua sản phẩm ở đâu, thì tôi nghĩ rằng câu này MC sẽ giúp đỡ cho chị ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì nhà tài trợ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành tặng 20 suất quà khuyến mại cho 20 khán giả đầu tiên đăng ký mua sản phẩm. Khi mà mua 9 hộp viên uống Kiều Xuân Estroger 100, quý vị sẽ được tặng thêm một hộp cùng loại. Và nếu như quý vị mua 18 hộp viên uống Kiều Xuân Estroger 100 thì quý vị sẽ được tặng 2 hộp cùng loại và tặng thêm một hộp tinh chất Kiều Xuân trị giá 480.000 đồng. Vì vậy mà quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline của chúng tôi 0896 509 509 hoặc số điện thoại 1800 55 88 89. Tôi xin được nhắc lại, phần quà khuyến mại của chúng tôi hôm nay chỉ giới hạn ở số lượng là 20 khán giả mà thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay đặt hàng sớm để nhận được ưu đãi này nhé. Và tiếp theo sẽ là những câu hỏi khác mà chúng tôi đã tiếp nhận được. Ngay lúc này lại là một cuộc gọi trực tiếp khác, một vị khán giả đang chờ được kết nối với bác sĩ Nguyễn Hồng Hải. Alo VTC16, xin nghe ạ. Dạ, chào chị. Xin chào khán giả. Khán giả có thể gửi câu hỏi tới bác sĩ Nguyễn Hồng Hải của chúng tôi để bác sĩ có thể tư vấn những vấn đề về nội tiết tố cho mình ạ. Dạ, vâng ạ. Dạ, mời chị trao đổi đi, tôi đang lắng nghe đây ạ. Alo, chào bác sĩ ạ. Vâng ạ. Alo. Dạ vâng ạ, bác sĩ của chúng tôi đang nghe rất rõ khán giả rồi ạ. Xin mời khán giả cứ đặt câu hỏi đi ạ. Em chào bác sĩ, em là tên là Mai Hoa, em đến từ Đông Anh. Thì dạo em năm nay 40 tuổi rồi, giới thiệu bác sĩ như vậy. Và em dạo gần đây thì em hay cáu gắt này, mệt mỏi này. Vâng, da thì bắt đầu nám, bắt đầu xuất hiện những cái vết nám và sạm lắm bác sĩ ạ. Cái thứ hai nữa là về cái chuyện trong gối thì giờ không ham muốn nữa. Lúc này phải lần tránh ấy. Và cái thứ ba nữa là ở trên cái sản phẩm về nội tiết ấy thì em cũng dùng cũng qua một số sản phẩm rồi đấy, nhưng mà nó cũng không được đem lại cái hiệu quả như mong muốn ấy. Thì không biết là cho em hỏi là cái viên uống Kiều Xuân này thì không biết là em dùng ấy thì cái hiệu quả nó có hay hơn không, và phải dùng trong bao lâu và có an toàn hay không ạ? Dạ vâng, xin mời bác sĩ có thể đưa ra những lời tư vấn dành cho vị khán giả này ạ. Vâng, cảm ơn bạn Ai Hoa. Có lẽ đây là cái lo lắng và cái băn khoăn của nhiều người trước khi sử dụng một sản phẩm. Tuy nhiên là đối với trường hợp như của bạn, bạn 40 tuổi rồi, trong cái độ tuổi của bạn là rơi vào giai đoạn độ tuổi tiền mãn kinh, và lúc này buồng trứng giảm tiết nội tiết tố estrogen. Bạn nghe phần đầu chúng tôi tư vấn thì nội tiết tố đóng một vai trò rất là quan trọng. Đúng là nội tiết tố có thể biến một thiếu nữ, một em bé gái trở thành thiếu nữ, và cũng có thể biến thiếu nữ trở thành một bà già. Cho nên là khi mà suy giảm nội tiết tố thì bạn sẽ gặp phải những vấn đề, ví dụ như là mệt mỏi, ví dụ như là cáu gắt, ví dụ như là cơn bốc hỏa. Đấy là những vấn đề suy giảm nội tiết tố. Và một điều đặc biệt nữa của chị em phụ nữ, đó là rất nhiều người cam chịu, đó là cái sự giảm ham muốn tình dục. Và rất nhiều người đã phải nhịn để người ta chiều chồng. Tuy nhiên nếu mà
có một nội tiết tố đầy đủ, một cái thân hình khỏe mạnh, tức là làm đẹp cho bản thân mình. Và thứ hai nữa là cũng tránh về cái tình trạng những cái trục trặc ảnh hưởng đến hạnh phúc của trong gia đình. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó chúng ta cũng nên tìm hiểu. Và bạn có băn khoăn là khi sử dụng các nội tiết tố kiều xuân này nó an toàn hay không? Câu trả lời là hoàn toàn an toàn. Bởi vì trong kiều xuân ấy có thành phần estrogen 100, và thành phần estrogen 100 này những thảo dược được nhập khẩu từ Hàn Quốc như là tục đoạn, rồi đương quy, cách sơn tiêu, người ta đã bào chế chiết xuất được những hoạt chất của nó, hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu bổ sung lượng nội tiết tố, và so với các cái thảo dược khác thì có thể mạnh gấp nhiều lần. Nhưng bên cạnh đó lại có một cái ưu điểm nữa là bổ sung các cái chất chống oxy hóa như là gamma oxyzanol, rồi curcumin, rồi collagen. Thì đây những thành phần rất quan trọng, vừa nâng cao cái sự đàn hồi của làn da, vừa chống oxy hóa, vừa bổ sung nội tiết tố. Và qua các nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái thành phần estrogen 100 này nó không gây làm tăng kích thước của tử cung, không gây tình trạng các cái biến chứng, ví dụ như là sử dụng một số các cái loại từ tổng hợp ấy, thì nó có tác dụng là làm tăng kích thước của khối u. Tuy nhiên đối với thành phần của kiều xuân này hoàn toàn không làm tăng kích thước của khối u, rất an toàn và không độc cho gan và thận. Và tôi nghĩ rằng là cái sự đáp ứng của mỗi một sản phẩm ở mỗi người nó sẽ khác nhau một chút. Và khi sử dụng những cái thành phần từ thảo dược, chúng ta cần tới sự kiên trì. Vì gì, làm đẹp cũng như là chăm sóc một cô gái cũng cần cái sự mà kiên trì, chứ không phải chúng ta nói là một ngày hôm nay hay một tuần này có thể là thay đổi. Tuy nhiên là trung bình những bệnh nhân của chúng tôi sử dụng thì trung bình khoảng một tháng thì người ta cảm nhận thấy rất là rõ, kể cả về những cái vấn đề cải thiện về ham muốn cũng làn da. Tuy nhiên để duy trì, về đảm bảo nó được tốt hơn thì chúng ta cần phải duy trì một thời gian nó dài hơn nữa. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được tư vấn cho quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay là nhà tài trợ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã dành tặng 20 suất quà khuyến mại cho 20 khán giả đầu tiên đăng ký mua sản phẩm. Khi quý vị mua 9 hộp viên uống Kiều Xuân Estrogen 100 sẽ được tặng một hộp cùng loại, và nếu như quý vị mua 18 hộp viên uống Kiều Xuân Estrogen 100 thì quý vị được tặng 2 hộp cùng loại và còn được nhận thêm một hộp tinh chất Kiều Xuân trị giá 480.000 đồng. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số điện thoại hotline 0896509509 hoặc là 1800558889 để đặt hàng, bởi vì đây là khuyến mại hấp dẫn chưa từng có và số lượng chỉ có hạn mà thôi. Chúng tôi xin nhắc lại hai số hotline này: 0896509509 hoặc 1800558889. Tiếp theo chương trình xin được mời bác sĩ sẽ cùng đến với một câu hỏi trực tiếp khác mà ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với vị khán giả này để trò chuyện. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Em xin nghe. Xin chào khán giả. Khán giả có thể đặt câu hỏi tới cho bác sĩ Nguyễn Hồng Hải của chúng tôi ạ. Em tên là, em ở An Giang. Em nay 55 tuổi. Em bị đa nang tiết vú, tiền sinh có được hay không? Dạ vâng ạ, khán giả chỉ cung cấp một thông tin rất là ngắn là bị đa nang tuyến vú thì có dùng được Kiều Xuân Estrogen 100 hay không ạ? Dạ vâng, một câu hỏi rất là ngắn gọn, tôi có thể trao đổi với bạn một chút được không ạ? Dạ. Tôi muốn hỏi là bạn 50 tuổi, bây giờ cái vòng kinh nguyệt của bạn hiện bây giờ như thế nào ạ? 55 tuổi, vẫn còn kinh nguyệt đều bình thường. Dạ vâng, vẫn còn kinh nguyệt, vòng kinh của bạn bao nhiêu ngày? 30 ngày. Bạn mấy ngày thì bạn sạch kinh? 3 ngày xong. 3 ngày sạch kinh. Bạn có bị đau bụng kinh không? Khập mà phải những vấn đề gì không? Không, không có bị gì lắm. Ở 28 ngày, 25, 8 ngày nó có kinh. Chứ không có đối đúng tới 30 ngày. Có khi trễ 30 ngày luôn. 30 ngày nó có kinh, 25 tới 30. Vâng. 25 cho tới 30 ngày cũng nằm trong chu kỳ bình thường, và bạn 55 tuổi rồi và với một cái chu kỳ vẫn đều đặn như vậy thì phải nói rằng là có một cái cơ thể cũng rất là tốt, và cái chu kỳ kinh nguyệt như vậy thì cũng rất là hữu ích cho người phụ nữ. Trong trường hợp như của bạn thì bạn hỏi rằng là bạn đang bị có cái chắc nọng nhân sơ, cái u sơ ở tuyến vú thì bạn có thể sử dụng Kiều Xuân được không? Thì bạn biết là trong Kiều Xuân có thành phần estrogen 100, đối với trường hợp những độ tuổi ngoài 30 hoàn toàn có thể bổ sung được để giữ gìn tuổi thanh xuân của mình. Bạn thì rơi vào tình trạng 55 tuổi rồi,
Mặc dù chu kỳ kinh nguyệt vẫn còn, nhưng nếu sử dụng kiều xuân thì tôi nghĩ rằng sẽ hiệu quả sẽ còn tốt hơn nữa. Vậy thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng 2 viên một ngày và duy trì. Bởi vì trong kiều xuân có thành phần estrogen 100 hoàn toàn từ thảo dược, với những thành phần từ đương quy, tục đoạn, cách sơn tiêu và dược liệu hoàn toàn từ Hàn Quốc. Và qua các nghiên cứu thì ta thấy rằng hoàn toàn không có tác dụng phụ, ví dụ như làm ảnh hưởng tới tăng kích thước của các cái khối u, ví dụ như u xơ tử cung, ví dụ như nhân xơ ở tuyến vú, hoặc là ví dụ như là có cái tác dụng là làm tăng cái kéo dài cái chu kỳ kinh nguyệt, hoàn toàn không có tác dụng như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong trường hợp như bạn để giúp giữ gìn tuổi thanh xuân của mình thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng được, có thể vượt qua cái giai đoạn mà tiền mãn kinh và mãn kinh một cách nhẹ nhàng hơn, thì bạn nên sử dụng 2 viên một ngày chia 2 lần. Dạ vâng, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một câu hỏi khác mà chúng tôi đã nhận được thông qua hotline của chương trình là 024-44-55-1088. Câu hỏi đến từ khán giả Phượng ở Bình Dương, khán giả năm nay 55 tuổi và nội dung như sau. Gần đây tôi thấy mình rất xấu tính, hay cáu gắt vô cớ, tối thì bị bốc hỏa, khó ngủ. Thay đổi nhiều nhất là làn da trở nên sạm và nhăn rất là nhiều. Các vết nám thì cứ ngày một lan rộng ra, dù tôi rất là ít ra nắng, và điều này khiến cho tôi già nhanh hơn, và từ đó thì rất là ngại khi mà đi gặp mặt bạn bè. Xin bác sĩ tư vấn là tôi bị làm sao và có cách nào để cải thiện được tình trạng này hay không? Xin mời câu trả lời đến từ bác sĩ ạ. Vâng, chào chị 55 tuổi rồi. Chị biết là nếu nghe phần đầu chúng tôi trao đổi thì cái độ tuổi tiền mãn kinh có thể thay đổi một chút, nhưng mà thông thường thì diễn ra ở độ tuổi 40 đến 45 tuổi cho tới 50 tuổi. Và những độ tuổi 55 đến tuổi 60 hoặc 50 đến 55 thì rơi vào giai đoạn mãn kinh. Trong trường hợp mà cái giai đoạn này thì người phụ nữ rơi vào cái tình trạng là buồng trứng sụt giảm hẳn nội tiết tố estrogen và chấm dứt hẳn cái quá trình kinh nguyệt. Chính vì lý do như vậy cho nên người phụ nữ sẽ gặp phải nhiều vấn đề do cái sự thiếu hụt nội tiết tố, gây nên cái tình trạng ví dụ như là nám da, sạm da, và cái làn da, cái sự đàn hồi của làn da không còn, sụt giảm nội tiết tố, cho nên là người ta gặp phải những vấn đề ví dụ như là nếp nhăn, rồi những cái nám da ở trên da, da thì thô hơn, không có tình trạng mịn màng như thời trẻ nữa. Rồi những về tóc có thể là ảnh hưởng từ cái mái tóc, ví dụ như là rụng tóc, rồi khô, rồi trẻ ngọn. Một cái điều nữa là có thể gây cái tình trạng như bệnh lý về tim mạch, về xương khớp, rồi giảm ham muốn về tình dục. Trong trường hợp như chị, để giúp cho là cải thiện làn da của mình và cũng bổ sung lượng nội tiết tố cho mình, làm cho cái mình cảm thấy là trẻ trung hơn, tươi tắn hơn, thì chúng ta hãy bổ sung nội tiết tố kiều xuân. Với viên uống kiều xuân chúng ta có thể uống 2 viên một ngày, và chúng ta cần phải duy trì thời gian nó dài hơn, bởi vì ở những người 55 tuổi thì chuẩn bị sang cái giai đoạn mãn kinh rồi. Nếu mà bạn chỉ sử dụng trong thời gian là 3 tháng bạn nghỉ, như là những trường hợp ở những người ít tuổi 40 tuổi chẳng hạn, thì hiệu quả nó sẽ kém hơn. Bạn nên duy trì thời gian dài hơn, và thậm chí mà theo lời khuyên của các bác sĩ thì người ta thấy rằng là có thể có điều kiện chúng ta có thể uống kéo dài cho tới 70 tuổi, thì giúp cho cái việc mà bổ sung một cái lượng nội tiết tố mà từ thảo dược nó an toàn hơn và nó đầy đủ hơn, về giảm bớt tất cả những cái bệnh lý mà chúng ta hay gặp ở trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Dạ vâng, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một câu hỏi khác mà chúng tôi cũng đã nhận được, và trước khi trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ kết nối với một vị khán giả đang có cuộc gọi trực tiếp đến cho chương trình. Alo VTC 16 xin nghe ạ. Alo, xin chào khán giả ạ. Vâng, khán giả có nghe rõ chương trình hay không ạ? Có. Dạ vâng, xin mời khán giả đặt câu hỏi cho bác sĩ của chúng tôi ạ. Vợ tôi năm nay là 50 tuổi và đã coi như là bị u buồng trứng và tử cung đã cắt rồi. Và vợ tôi lại thêm cái bệnh nang gan nữa. Sau khi cắt u buồng trứng và tử cung thì bị rối loạn nội tiết tố. Thì đã được bác sĩ bệnh viện nội tiết là cho uống thuốc, như là cứ 3 tháng một thì cứ uống thuốc là khỏi, mà hết thuốc là lại coi như là mặt lại bừng bừng lên và có lúc lại mệt lả người đi. Và vợ tôi hiện tại là đang có cái nang gan và đã mổ 3 lần rồi. Thì tôi đang xem chương trình và tôi thấy thì tôi cũng xin bác sĩ tư vấn. Vâng ạ. Xin được mời bác sĩ tư vấn cho vị khán giả này ạ. Vâng, rất cảm ơn khán giả đã gửi cho chương trình, bởi vì chúng ta biết rằng là
một khán giả nam và rất là quan tâm đến sức khỏe của vợ. Vợ anh ấy đã bị u ở buồng trứng và tử cung và đã cắt tử cung buồng trứng rồi. Khi đã cắt cả tử cung buồng trứng, tức là chúng ta biết là cái việc bổ sung nội tiết tố là cần thiết bởi vì sự thiếu hụt hẳn nội tiết tố. Thế trong trường hợp như vậy thì cũng thể là sử dụng các cái liệu pháp hormone thay thế theo cái chỉ định của bác sĩ sản khoa. Tuy nhiên là vẫn phải tầm soát tất cả những cái tác dụng phụ của nó. Trong trường hợp như là của vợ của bạn thì bạn có hoàn toàn có thể sử dụng các cái nội tiết tố như là sử dụng viên uống Kiều Xuân. Trong trường hợp mà như vậy thì có thể sử dụng viên uống Kiều Xuân với cái liều 2 viên một ngày và chúng ta uống liên tục trong thời gian. Bởi vì so với các cái sử dụng cái hormone thay thế mà khi bạn sử dụng viên uống Kiều Xuân cho vợ ấy thì có thể hỗ trợ rất là tốt, bởi vì thành phần estrogen 100 là những thành phần hoàn toàn từ thảo dược như từ đương quy rồi từ tục đoạn là cách sơn tiêu, và những cái thảo dược này từ Hàn Quốc người ta nhập khẩu và chiết xuất được các hoạt chất của nó để cung cấp bổ sung các cái lượng nội tiết tố một cách an toàn và nó không có tác dụng phụ. Và bên cạnh đó thì nó có một ưu điểm nữa là vừa có các cái chất chống oxy hóa như là gamma urizanol rồi thành phần cucumin rồi collagen, thì tất cả những cái thành phần này nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt bổ sung nội tiết tố và giúp cho cái việc mà đảm bảo cái lượng nội tiết tố thiếu hụt. Nhưng khi sử dụng các cái thành phần từ thảo dược, nó an toàn, nó không tác dụng phụ, nó không gây ra một số các biến chứng, và đặc biệt là ví dụ như là các cái u xơ ở tuyến vú chẳng hạn có bị tăng kích thước không thì hoàn toàn không. Và một cái điều nữa là nó hỗ trợ rất là tốt để giúp cho làn da của chúng ta mịn màng hơn nếu chúng ta phối hợp sử dụng cái serum Kiều Xuân nữa. Thì tôi nghĩ rằng là trong trường hợp như vậy thì vợ anh hoàn toàn có thể sử dụng cả bộ đôi này, rất an toàn. Dạ vâng ạ, không biết là với sự tư vấn vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải thì khán giả của chúng ta còn thắc mắc gì thêm hay không ạ? Tôi xin được hỏi thêm một tí, là nói chung là mà tôi đến giờ này là cũng đã được 3 năm rồi. Vâng ạ. Nhưng mà đến giờ phút này là cứ dừng thuốc là bị. Thế thì bây giờ tôi muốn hỏi là với cái loại thuốc đó thì liệu vợ tôi phải dùng một cái thời gian bao lâu và liệu có khỏi hẳn hay là vẫn cứ phải dùng liên tục mãi mãi như thế? Thật ra thì vấn đề mấu chốt ở đây là nội tiết tố do buồng trứng tiết ra. Mà trong trường hợp như của vợ anh thì đã cắt hoàn toàn buồng trứng rồi. Nhưng kể cả không cắt buồng trứng thì ở cái độ tuổi 50-55 thì rơi vào cái giai đoạn tiền mãn kinh thì buồng trứng cũng ngưng hẳn hoạt động. Do vậy mà sử dụng viên uống Kiều Xuân với những thành phần từ thảo dược, nó có thể thay thế nội tiết tố estrogen trong cơ thể. Và như vậy để giúp cho vợ anh cải thiện tất cả các triệu chứng khó chịu mà vợ anh đã bị. Và nó hoàn toàn không có tác dụng phụ. Như vậy thì có thể sử dụng dài nếu có điều kiện, thậm chí có thể sử dụng tới 70 tuổi. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ bác sĩ và cảm ơn khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, viên uống Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp tăng cường estrogen và nội tiết tố nữ, giúp cải thiện các biểu hiện suy giảm nội tiết tố nữ, giúp da sáng, căng mịn và giảm lão hóa. Kiều Xuân estrogen 100 dùng tốt cho phụ nữ trưởng thành bị suy giảm nội tiết tố nữ với biểu hiện như là mệt mỏi, bốc hỏa, mất ngủ, rối loạn kinh nguyệt, giảm sinh lý và da khô, đặc biệt là phụ nữ trong và sau thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Kiều Xuân còn tốt cho phụ nữ bị lão hóa da, sạm da, nám da, da kém đàn hồi hoặc là phụ nữ bình thường có nhu cầu làm đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa. Nhờ chứa estrogen 100, DHEA, pregnenolone chiết xuất từ củ mài đắng, kết hợp cùng với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên là glutathione, gamma urizanol, collagen, curcumin. Trong đó thì estrogen 100 được bào chế từ 3 thảo dược là đương quy, tục đoạn, cách sơn tiêu. Estrogen 100 đã được nghiên cứu chứng minh là estrogen thảo dược an toàn và hiệu quả bậc nhất. Quý vị nên sử dụng viên uống Kiều Xuân estrogen 100, ngày uống từ 1 cho đến 2 viên và chia làm 1 cho đến 2 lần. Uống vào trước bữa ăn 30 phút hoặc là sau khi ăn 1 giờ, nên dùng theo đợt từ 3 cho đến 6 tháng để đạt kết quả trông thấy và cũng nên sử dụng thường xuyên lâu dài thì sẽ cho kết quả tốt nhất và đáp ứng được mục tiêu làm đẹp da, duy trì nét thanh xuân nữ tính. Để tăng hiệu quả làm đẹp và trẻ hóa làn da, sáng da, mờ nám, giảm nhăn, hãy kết hợp viên uống Kiều Xuân estrogen 100 với tinh chất và kem dưỡng da Kiều Xuân bôi ngoài. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay.
nhà tài trợ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành tặng 100 suất quà khuyến mại cho 100 khán giả đầu tiên đăng ký mua sản phẩm. Khi quý vị mua 9 hộp viên uống Kiều Xuân Estroger 100 sẽ được tặng một hộp cùng loại, và nếu như mua 18 hộp viên uống Kiều Xuân Estroger 100, quý vị sẽ được tặng thêm 2 hộp cùng loại và nhận thêm một hộp tinh chất Kiều Xuân trị giá 480.000 đồng. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline của chúng tôi 0896 509 509 hoặc là 1800 55 8889 để đặt hàng. Cả hai số điện thoại này sẽ đều được miễn cước cuộc gọi. Và vì đây là khuyến mại hấp dẫn chưa từng có và số lượng có hạn nên quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới hai số điện thoại này quý vị nhé. Và đến đây thì chương trình Sức Khỏe Vàng ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng. Những câu hỏi của quý vị khán giả chưa được kịp tư vấn thì các chuyên gia của chương trình sẽ giải đáp trong những số tư vấn sức khỏe tiếp theo vào lúc 15:30 chiều thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hồng Hải đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và đã có những chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhà tài trợ Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại. Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.